chào anh chị và các bạn đang theo dõi bản tin của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Bản tin số 147 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Bưu điện Việt Nam và Bưu chính Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh hợp tác. Bưu điện Việt Nam là top 1 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2023, ngành vận chuyển, giao nhận, kho vận. Triển khai dịch vụ thu hộ bảo hiểm y tế bổ trợ MIC năm 2024. Các đơn vị phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên ra quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Các đơn vị trên toàn mạng lưới tổ chức hội nghị người lao động năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa anh chị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 2, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu chính Nhật Bản đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng triển khai dự án tư vấn lần thứ 5 trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên. Trong giai đoạn 2015-2022, hợp tác giữa Bưu điện Việt Nam và Bưu chính Nhật Bản đã ghi nhận những kết quả tích cực thông qua việc triển khai hiệu quả nhiều chương trình, dự án hỗ trợ thiết thực cho Bưu điện Việt Nam trong hoạt động cải tiến sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong đó, những kinh nghiệm của Bưu chính Nhật Bản đã góp phần vào đẩy nhanh quá trình cải tiến, ứng dụng thiết bị, công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Bưu điện Việt Nam. Sau lễ ký kết, hai bên sẽ tập trung xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho các nội dung trong hợp đồng, đảm bảo tiến độ, hiệu quả của dự án theo đúng kỳ vọng và mang lại những kết quả đột phá trong thời gian sớm nhất. Ngày 26 tháng 2, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã đạt giải thưởng top 1 ngành vận chuyển, giao nhận, kho vận và top 50 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất khối doanh nghiệp lớn tại lễ công bố kết quả khảo sát và vinh danh top 100 nhà tuyển dụng yêu thích nhất 2023. Ngày 29 tháng 2 năm 2024, tại trụ sở Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã diễn ra chương trình triển khai dịch vụ thu hộ bảo hiểm y tế bổ trợ năm 2024 giữa Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội MIC và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Đây là chương trình hợp tác mở ra dịch vụ hợp tác mới cho cả hai bên. Bưu điện Việt Nam thực hiện dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm, chương trình y tế bổ trợ cho bảo hiểm quân đội. Đồng thời, bảo hiểm quân đội cung cấp chương trình bảo hiểm y tế bổ trợ dành cho khách hàng đang tham gia và tham gia mới thẻ bảo hiểm y tế tại các địa phương, từ thành phố đến các tuyến huyện, xã trên toàn quốc với các quyền lợi hỗ trợ chi phí y tế khi điều trị y tế nội trú. Ngày 1 tháng 3, Tổng Công ty đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Ninh Viết Tân, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Giang giữ chức vụ Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Giang. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Đức dự và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Ninh Viết Tân. Cùng ngày, Bưu điện thành phố Cần Thơ đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bưu điện Trung tâm Ninh Kiều và Phó Giám đốc Bưu điện Trung tâm Bình Thủy. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 2, Bưu điện tỉnh Điện Biên và Bưu điện huyện Hàm Thuận Nam, Bưu điện tỉnh Bình Thuận cùng với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2023, đề ra các phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tại hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả năm 2023 qua hệ thống bưu điện, đồng thời tháo gỡ vướng mắc, đề ra giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ. Ngày 28 tháng 2, Bưu điện tỉnh Hậu Giang và Hội nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai các chương trình hợp tác. Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh cùng Trung tâm dạy nghề sẽ hỗ trợ Hội nông dân tỉnh trong việc vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe mô tô, xe gắn máy. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày 25 tháng 2 năm 2024, Tổng Công ty triển khai hai chương trình thi đua ra quân bán hàng bưu chính chuyển phát trên toàn mạng lưới gồm chương trình lì xì đầu xuân và chương trình nhân viên bán hàng tốt nhất, best seller. Hưởng ứng và tích cực triển khai các chương trình, sáng 27 tháng 2, tại Trung tâm Giao dịch Bưu điện Đồng Xoài, Bưu điện tỉnh Bình Phước tổ chức lễ ra quân bán hàng bưu chính chuyển phát chào xuân 2024 nhằm tăng trưởng sản lượng, doanh thu dịch vụ bưu chính chuyển phát tạo đà hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2024. Sau lễ ra quân, Bưu điện tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo lực lượng bán hàng toàn tỉnh triển khai rà soát khách hàng tiềm năng, tiếp cận khách hàng và đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong cách thức tiếp cận khách hàng, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Ngày 29 tháng 2, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình với chủ đề đồng hành cùng bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng hơn trên phạm vi toàn tỉnh. Tại lễ ra quân, cán bộ công nhân viên hai ngành đã chạy rốt sâu, tuyên truyền, tổ chức hội nghị tư vấn và phát tờ rơi tuyên truyền.
tư vấn trực tiếp để vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Chiều 26 tháng 2, tại Bưu điện tỉnh, tổ ACC đã tổ chức cuộc họp định kỳ tháng 1, 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hà Tĩnh. Tại cuộc họp đã đánh giá kết quả hoạt động của dịch vụ, giải đáp những vướng mắc tồn tại và đề ra mục tiêu tăng trưởng các dịch vụ tiết kiệm bưu điện, tín dụng, thống nhất trách nhiệm của mỗi bên để đảm bảo an toàn dịch vụ và kết quả kinh doanh năm 2024. Bưu điện thị xã Bình Long, Bưu điện tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Daiichi Life Việt Nam trao quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm Lộc Trường Thọ Bưu điện nhằm trang bị giải pháp bảo vệ tài chính trước các tình huống rủi ro. Sau khi nhận được tin buồn từ gia đình ông Quy, Bưu điện thị xã Bình Long đã nhanh chóng hướng dẫn và hỗ trợ gia đình hoàn thiện hồ sơ yêu cầu quyền lợi bảo hiểm và thực hiện chi trả cho đại diện gia đình khách hàng quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng với số tiền hơn 100 triệu đồng. Trong tuần qua, các đơn vị trên toàn mạng lưới đã triển khai các lớp đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ, sản phẩm cũng như kỹ năng bán hàng cho người lao động. Cụ thể, khai giảng lớp quản trị nhân sự tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, lớp đào tạo lực lượng kinh doanh phối hợp với công ty FE Bảo hiểm PTI của Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, đào tạo kế toán, kinh doanh của Bưu điện tỉnh Sơn La, đào tạo nghiệp vụ dịch vụ công trực tuyến phối hợp với Công an và Sở Tư pháp tỉnh của Bưu điện tỉnh Đồng Nai, lớp tập huấn dịch vụ KT1 tại Bưu điện tỉnh Long An, đào tạo dịch vụ tín dụng an sinh xã hội và dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm y tế bổ trợ MIC tại Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế, lớp đào tạo dịch vụ bưu chính chuyển phát tại Bưu điện tỉnh Lào Cai. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 3 năm 2024 đã diễn ra hội thao cụm công đoàn số 1, hội thao quy tụ hơn 400 cán bộ, công nhân viên và vận động viên đến từ 20 đơn vị thuộc cụm công đoàn số 1 tham gia tranh tài với 5 nội dung: tennis, bóng bàn, cầu lông, kéo co và nhảy bao bố. Đây cũng là buổi sinh hoạt văn hóa mang tính chất sâu rộng, lành mạnh để các vận động viên có thể giao lưu, học hỏi, vui chơi sau những ngày lao động vất vả, góp phần thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các phong trào văn hóa, văn nghệ của Bưu điện Việt Nam. Sau 2 ngày tranh tài hết sức quyết liệt, hội thao cụm công đoàn số 1 năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 31 giải cho các vận động viên nam, nữ cùng các tập thể xuất sắc nhất ở các nội dung thi đấu. Từ ngày 22 tháng 2 đến 28 tháng 2, các bưu điện tỉnh, thành phố, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hậu Giang, Hòa Bình, Khánh Hòa, Quảng Nam và Sơn La đã tổ chức hội nghị người lao động năm 2024. Tại hội nghị đã nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, định hướng sản xuất kinh doanh và các mục tiêu, giải pháp năm 2024. Đồng thời các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận, đề xuất các ý kiến và đã được lãnh đạo các bưu điện tỉnh, thành phố trả lời ngay tại hội nghị. Anh chị và các bạn thân mến, nhằm góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa những ý nghĩa tích cực về cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024 đến đông đảo các em học sinh trên toàn quốc, đồng thời giúp các em học sinh tìm hiểu thêm về vai trò của ngành bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. Ngày 26 tháng 2 năm 2024, Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh, Ba Đình, Hà Nội tổ chức Ngày hội gửi thư hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024 với sự phối hợp của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Đây là lần đầu tiên sự kiện này được triển khai. Đến với sự kiện Ngày hội gửi thư hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024, các em học sinh trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh sẽ được tìm hiểu sâu hơn về quá trình phát triển của cuộc thi viết thư quốc tế UPU trên thế giới và Việt Nam cũng như một số lưu ý khi tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU. Bên cạnh đó, các em học sinh đã có cơ hội được hiểu kỹ hơn về thể lệ, yêu cầu làm bài dự thi thông qua các trò chơi thú vị do nhà trường tổ chức. Đặc biệt, thông qua sự kiện Ngày hội gửi thư hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024, Bưu điện Việt Nam sẽ mang đến cho các em học sinh một không gian trải nghiệm dịch vụ bưu chính, trực tiếp thực hiện quy trình gửi bức thư dự thi viết thư UPU theo đúng quy định của ban tổ chức cuộc thi. Đồng thời, các em được quan sát quá trình tiếp nhận, khai thác thư do nhân viên bưu điện thực hiện. Ngoài ra, Bưu điện Việt Nam cũng giới thiệu đến các em học sinh những bộ tem bưu chính với các chủ đề đa dạng gắn với lứa tuổi học sinh. Các em cũng có cơ hội trực tiếp sử dụng dịch vụ in tem cá nhân theo nhu cầu.
Và những hình ảnh các em học sinh trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh sôi nổi tham gia gửi thư cũng như hào hứng trong trò chơi hỏi đáp về tìm hiểu UPU vừa rồi cũng là nội dung cuối khép lại bản tin nội bộ ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Các anh chị vui lòng nhấn nút like và subscribe kênh để được cập nhật các thông tin mới nhất về Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Trân trọng cảm ơn. Bưu điện Việt Nam, gửi cả niềm tin.